Xin chào cả nhà, nhà mình là Hợp và hôm nay mình có về trên tay được một cái sản phẩm của Omega, và mẫu Omega này là một trong những cái mẫu rất là đặc biệt mà hãng đã sản xuất. Nếu như trước đây thì các bạn đã thấy mình trên tay đó là sản phẩm Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, thì trên chiếc này của mình nó cũng là một chiếc được design theo cái phong cách Dark Side of the Moon đó, với toàn bộ phần thân của chúng ta là màu đen đó. Và màu đen này thì nó được sử dụng bởi cái chất liệu đó là thân được làm bằng ceramic. Các bạn có thể thấy là ở đây là kể cả phần kim cọc của chúng ta cũng như là các cái chữ số của chúng ta cũng được làm màu đen luôn, nó làm thành một màu đen tuyền luôn. Và khi các bạn nhìn ở góc này, các bạn sẽ không thấy cái gì trên mặt cả. Chiếc Dark Side of the Moon lần trước mình show cho anh em là nó là sự kết hợp giữa màu vàng và màu đen, còn ở chiếc này thì của chúng ta thì sẽ hoàn toàn là một màu đen thôi. Và các bạn sẽ thấy ngay rõ ràng ở đây, chiếc này thì nó được làm trên cái dòng Omega Speedmaster, và nó sẽ có cái chronograph ngang. Và ở góc 3 giờ của chúng ta thì cái chronograph này thì sẽ vừa hiển thị phút và vừa hiển thị giờ chronograph. Còn ở góc 9 giờ của chúng ta thì sẽ có một cái đó là kim giây của chúng ta đang chạy. Chúng ta có logo là Coaxial Chronometer ở góc 6 giờ ở ngay phía trên cái lịch lộc. Còn ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo là Omega Seamaster. Kính của chúng ta sử dụng trên chiếc này là kính glass box, và nó được làm nổi bật hẳn lên trên cái nền cái benzen của chúng ta. Trên benzen thì nó được khắc đó là cái vòng tính tốc độ tachymeter, và với cái vòng tachymeter này và tính năng chronograph thì chúng ta có thể dễ dàng tính được cái tốc độ khi mà chúng ta vận chuyển, di chuyển. Cọc số của nó thì cũng được làm với cái sắc một tương tự như là ceramic, và như các bạn thấy là nó cũng có cái độ bắt sáng khá là tốt khi mà có ánh sáng lướt qua đó. Nói chung là đây là một chiếc đồng hồ mà các bạn không muốn phô trương, các bạn muốn một cái đồng hồ nó cá tính và cũng như là nó có một cái sắc màu monotone, hay chúng ta còn gọi là sắc màu đơn, thì mọi người sẽ thích cái mẫu này. Mẫu này thì nó sử dụng bộ máy Omega rất là đặc biệt và rất là đỉnh cao của hãng, đó là Omega 9003 Caliber. Và cái bộ máy này chỉ thực sự đẹp khi mà các bạn nhìn ở phía sau. Mình sẽ bỏ cái bộ máy ra để cùng show cho anh em rõ hơn. Đó. Khi các bạn bỏ cái khóa được làm bằng titan và ceramic này ra thì các bạn sẽ thấy hoàn toàn cái bộ máy ở đằng sau. Bộ máy của chiếc này sử dụng là một trong những cái bộ máy mà cao cấp của dòng Speedmaster, và nó sử dụng ở đây là như các bạn thấy đó là Omega Coaxial 9300 Caliber. Và bộ máy này thì được làm rất là đẹp với đầy đủ những cái tính năng cao cấp như là column wheel này, chúng ta sẽ có hai ổ cord này, chúng ta sẽ có là 54 cái chân kính, và các bạn có thể thấy là những cái con vít ở phía sau thì cũng được nung xanh đó. Bộ máy này được làm rất là đẹp với cái phần đáy của nó thì nó kết hợp với một cái kính sapphire lồi, như các bạn thấy dạng glass box như phía trên, và nó làm cho bộ máy nó lồi lên rất là đẹp đó. Các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng khi mà chúng ta nhìn ở đằng sau với cái kính sapphire được phát hai cái cạnh hai bên này thì thực sự là nó rất là tuyệt vời. Cái balance wheel của nó thì cũng được làm bằng SC14, giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng chống nhiễm từ khá là tốt về mẫu máy này đó. Và như các bạn thấy ở đây là chiếc này thì sẽ có độ chống nước là 50m, cùng với đó là chất liệu là ceramic ZR0O2 của nó, và nó có một cái dòng chữ là Dark Side of the Moon được in ở phía sau trên cái phần thân cây ceramic này đó. Nói chung là đây là một mẫu sản phẩm rất là dành cho những người thích sự kín tiếng và thích cái sự cá tính riêng với một cái màu đen tuyền đặc trưng. Và thực sự là chiếc đồng hồ này khi mà chúng ta cầm trên tay thì chúng ta sẽ thấy nó rất là long lanh, và khi chúng ta lật cái bộ máy đằng sau ra thì chắc chắn là những người không biết đồng hồ thì sẽ phải cực kỳ ngạc nhiên với cái mẫu sản phẩm này, vì nó có một bộ máy quá là đẹp. Chúng ta đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái dây fabric strap, với ở phía trên là chúng ta sẽ có dạng là canvas, còn ở phía dưới của chúng ta là dây da, mặt da, mà mặt da này thì nó cũng chống nước được nhẹ. Khóa đi kèm như mình nói đó là một cái khóa gập với sự kết hợp giữa ceramic và titanium. Đó, cái phần màu ghi này các bạn có thể thấy là titanium, nó rất là nhẹ nhàng. Nó ghi rõ luôn là titanium ceramic này. Đó. Chiếc Omega Speedmaster Dark Side of the Moon mà full ceramic black này thì được bán với giá chính hãng khá là cao, là khoảng 12.000. Với 12.000 đô thì nếu như tính ra các bạn sẽ vào khoảng tầm 270 đến 280 triệu. Còn với ICS thì một chiếc đồng hồ qua sử dụng này chỉ còn no box và chỉ còn đồng hồ như vậy thì có cái mức giá rất là tốt, rẻ hơn khá là nhiều. Chiếc này bên mình bán với giá là 125 triệu. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này thì có thể liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi.
À, mẫu này thì có size là 44.25 mm, tuy nhiên lắc to lắc của nó chỉ vào khoảng tầm 48 thôi. Cho nên là tay các bạn sẽ chỉ cần khoảng 16.5 đến 17 là chúng ta sẽ đeo vừa chiếc này. Còn nếu tay các bạn khoảng trên 17 thì mình nghĩ là nó sẽ đẹp rất là nhiều. Đó, các bạn có thể thấy khi mình trên tay này. Rồi. Cảm ơn em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.